Chào các bác, hôm nay mình rất là cao hứng khi mà truyền tải đến các bác một cái thông điệp cũng như là trên cái tinh thần đam mê. Thì kính thưa các bác cao tuổi và các bác trung niên, qua thời gian vừa qua thì lượng theo dõi và những bạn đã biết đến Thao Chim Cô Gáy ở trên mạng cũng phần tương đối là nhiều. Và hôm nay mình chia sẻ một cái thông tin để cho các bác cũng nhìn nhận là mình rất là nghiêm túc trong cái việc gây dựng cái thương hiệu chim cung gáy của mình. Đầu tiên là mình xin giới thiệu là mỗi một đơn hàng khi mình gửi đi thì mình sẽ có cái niêm phong. Cái niêm phong của mình là cái con dấu mình khắc như thế này, có thông tin là chim cung gáy hay, đúng không? Vườn chim cung gáy Bắc Bộ, địa chỉ thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và có đầy đủ thông tin như thế này: thông điệp, quan điểm kinh doanh rõ, bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, đúng không? Thế còn trên cái phiếu tờ A4 mình gửi theo mỗi một đơn chim thì nó sẽ có một cái thông tin, một số những cái lưu ý khi mà các bạn nhận chim, hoặc các bạn đọc video này các bạn có thể phần nào tham khảo hoặc là có thể áp dụng. Thứ nhất là mình xin chia sẻ ở đây là cái mục thứ nhất là mục về thức ăn. Thức ăn thì các bạn nên nhớ là giống chim này thì nó rất là thích ăn lúa. Đấy. Trong cái lúa thì nó có cái vỏ lúa, và có trong vỏ lúa thì nó có B1, và trong cái vỏ lúa nó làm cho cái phân của con chim rất là vón và khuân, rất là dốt. Đó. Thì vậy sao là con chim nó ăn lúa gần như đến 70-80% trong vòng đời của nó, mà nó rất là tuổi thọ rất là cao. Thì có một điều là bây giờ trên thị trường lúa nó có rất nhiều những cái lúa ngập lụt, lúa bụi, lúa bị ủ thuốc chống mọt, ủ thuốc bảo vệ thực vật, rồi tất cả những cái hóa chất để chúng ta bảo vệ cái lúa, rồi những cái trường hợp mà hạt lúa nó không còn nguyên bản như hạt lúa ngày xưa, hạt lúa Q57 tròn to, đúng không ạ? Thì để tránh cái trường hợp này, các bạn lên mua lúa quê và lúa sạch, thậm chí là các bạn lên ngâm đãi rửa, hoặc là các bạn có thể là sạch, hoặc là các bạn cho nó vào một cái ống quần, tay áo hay một cái túi vải, cái bị, cái ba lô gì đấy, các bạn dùng cái chày gỗ hoặc cái gì đấy tròn tròn, và các bạn chà đập đạp làm sao đấy hạt lúa nó được bỏ hết cái lớp vỏ ráp đi, cái đầu mày muỗi nhọn sắc ở hai đầu hạt lúa nó được gãy đi, tròn nhẵn như là hạt đỗ con, hoặc là nó bầu bầu một chút giống như quả dưa hấu, nhẵn nhụi. Thì cái việc này chúng ta sẽ làm cho con chim nó sẽ không bị bệnh lấm diều, và không bị rát họng, không bị đau họng, làm giảm đi phong độ tiếng gáy của chúng. Lúa thì các bạn nên là làm như vậy, và cố gắng là chọn nguồn gốc về lúa. Đấy. Ngoài lúa ra thì chúng có thể là ăn các hạt cây ngô. Cái ngô thì ngoài trong miền Nam gọi là hạt bắp, được nghiền ra, nghiền vỡ sàng, lấy cái ngãy màu đỏ tươi. Cái ngãy màu đỏ đấy nó ở cái phần đỉnh của hạt ngô, nó đỏ giòi giỏi đó. Còn nếu mà các bạn cho ăn đậu xanh, hoặc ăn cái đậu mà chúng ta hay ủ giá làm giá đấy, hạt nó xanh xanh nhỏ nhỏ, hoặc các bạn cho ăn lạc, hoặc cho ăn vừng, ăn kê, thì các bạn cố gắng nên phơi cực kỳ già nắng thật khô để cho nó mất cái dầu tươi đi, hoặc là các bạn có thể rang lên đó. Nếu như các bạn cũng là chọn ăn hạt lạc, như lạc sống nó khác, mà lạc rang nó khác. Bởi vì chúng ta, nếu như chúng ta cho ăn đồ sống, như một số bạn cho ăn kê hoặc ăn đậu xanh, hoặc là ăn lạc sống, là có thể gây nên cái bệnh đi ỉa cho chim, và để kéo dài liên miên thì thành đi ỉa mãn tính và hỏng mất đường ruột của con chim. Thế các bạn cố áp dụng những cái gì mà tôi chia sẻ, đây là tính chất tham khảo. Mong các bạn đã biết thì có thể bỏ qua những thứ không nên có những cái lời lẽ, hoặc là có những cái việc ném đá đến vạch trên mạng, làm cho giảm đi cái tính đóng góp cộng đồng trên Internet. Hy vọng rằng các bạn sẽ đồng ý với quan điểm của chúng ta. Và hy vọng cho các bạn, nếu đã qua đồng ý thì các bạn có thể đăng ký kênh để tiếp tục nhận những cái chia sẻ mới nhất của Thao Chim Cô Gáy. Đó. Thế ngoài ra thì các bạn có thể là cho chim cô gáy ăn cái đất mối. Cái sỏi quậy, hạt vừa nhỏ như hạt đỗ con, hạt đỗ giá đấy, và
và các bạn có thể là cho những cái mà trong tổ mối hoặc đất mối hoặc là đất ở đồi hoặc là khu vực đất, cái việc là ăn đất này nó sẽ hỗ trợ tiêu hóa hoặc là nó có thể là tăng cái khoáng, tăng khoáng đó. Thế cái về phần thức ăn là như vậy, có thể là còn chưa được đủ đầy đủ lắm nhưng đây cũng chỉ là những cái cơ bản. Thứ hai là cái nước uống, các bạn cố gắng dùng cái nước nguồn nước sạch. Sạch ở đây là có thể các bạn dùng nước giếng khơi, nếu như bạn đun sôi để nguội cũng được, hoặc các bạn có thể dùng cái chai la vi nước khoáng, tùy mỗi bạn có tính cẩn thận khác nhau, điều kiện khác nhau. Nhưng về cơ bản ngoài thiên nhiên chúng uống nước ao hồ, nước ở những cái giọt lá và những giọt xương chúng đều vẫn cứ sống đấy thôi, bởi vì ngoài thiên nhiên nhưng là đó là những cái nguồn nước tự nhiên và không có những cái hóa chất gì cả. Và các bạn dùng nước thì các bạn cố gắng là nên thay ít nhất, nếu là anh nào bạn nào mà lười quá thì 2 ngày cũng phải thay một lần, không để lưu trữ đến ngày thứ ba nó chua, nó mềm rêu reo váng và kén ở cái cống và gây đến cái bệnh gọi là màng miệng hoặc là bệnh lấm diều hoặc là bệnh hen đó. Thì các bạn nếu để phòng cái bệnh này, các bạn nên cho một vài hạt muối vào cái cống nước thì cũng làm giảm được cái bệnh như vậy và tăng thêm cái khoáng muối. Đấy là một cái kinh nghiệm dân gian, giống chim bồ câu và giống chim bồ gáy, chúng hay rút giấy vào trong bếp và lần những cái túi muối nọ muối để chúng ăn, bởi vì chúng thiếu khoáng muối. Và trong cái muối thì nó có bệnh chữa đau mắt và chữa những cái bệnh chảy màng ở trong cổ họng, làm cho nó gọi là đến bệnh hen, bệnh lấm diều. Các bạn nước uống thì các bạn cóật bổ sung thêm một vài giọt mật ong trong vòng 1 tuần, tùy vào cái độ ưa thích của con chim và các bạn quan sát. Thường thì các bạn 1 tuần mỗi một tuần các bạn cho một lần uống bổ sung cái mật ong, hoặc là bổ sung thêm cái dầu mắt cá. Cái dầu mắt cá là có cái tính năng là nó làm cho trơn lông, bóng lông và mọc lông rất là tốt. Đấy, cái dầu mắt cá dạng dung dịch nước thì các bạn có thể dùng xi lanh, các bạn rít ra và hòa vào nước uống. Mà trước khi uống thì các bạn nên để nhịn từ sáng đến 4 giờ sáng, bao giờ thật khát nước và các bạn cho thuốc, kể cả uống thuốc hay uống bổ sung vitamin, các bạn nên áp dụng như vậy. Con chim trong cơn khát chúng sẽ uống và cái hiệu quả thuốc rất cao, nên các bạn nên áp dụng như vậy. Ngoài ra thì cái quả ướt gió là một cái bài thuốc dân gian, hoặc là một lá rau má quấn vào một cái hạt muối các bạn nhét vào quả ướt gió, đó là những cái kháng sinh thực vật rất tốt chữa cái bệnh đau mắt và nhĩ ỉa các bạn ạ. Nếu như một hạt muối mà gói vào một cái lá rau má được dập ra nhét vào cổ họng con chim, tôi đảm bảo là những cái bệnh đau mắt ỉa nó sẽ giảm rất là tốt. Mà đặc biệt là quả ướt gió gọi là ướt chỉ thiên, ớt nó nhỏ nhỏ cay cay đỏ chói. Nếu như các bạn làm quả ớt vừa phải nhẵn nhụi hoặc là cắt đôi quả ớt ra, các bạn có thể nhét cả quả vào trong khoang họng của nó thì nó ăn. Đây là một cái bổ sung nguyên tử vitamin A hết sức là tốt, làm cho mắt con chim và lông con chim rất là đỏ sáng nhanh nhạy, và đặc biệt là nó là cái kháng sinh thực vật và vốn có mà ít ai có thể nghĩ ra, chúng ta nên áp dụng đó. Muối ớt đúng không, muối ớt đấy. Thế nên là các bạn nên tiếp tục là theo dõi cái kênh YouTube của mình để đón nhận những cái video mới nhất, chia sẻ chân thành nhất. Cái bệnh tiếp theo ở chim các bạn có thể thấy là cái bệnh đau mắt. Thực ra đau mắt thì nó cũng là nguyên nhân phần là do cái nguồn nước, do thời tiết, do rất nhiều yếu tố, ví dụ như do gần những cái trại lợn trại gà, hoặc là do cái chim nó dẫm lên phân, do các bạn khay phân rồi đáy chuồng lỡ bẩn quá mất vệ sinh. Thì cái thuốc mà các bạn cho đau mắt thì đầu tiên các bạn phải dùng cái thuốc mỡ mắt của người và cái thuốc nhỏ mắt của người loại thuốc tốt trên 20.000 một lọ. Trong nhà các bạn nuôi chim cu nên có những cái sản phẩm như vậy. Các bạn có thể bôi thẳng cái mỡ vào đấy hoặc nhỏ vào khoang miệng vào vành mắt ngày 2 đến 2 lần, áp dụng trong vòng 3 ngày thì nó con chim nó sẽ đỡ khỏi. Bệnh đau mắt thì thường là nó sẽ lười ăn, thì các bạn có thể quan sát, nếu không ăn thì các bạn có thể dùng những hạt ngô nhỏ nhẵn tròn, các bạn có thể hỗ
trợ nó trong những lúc cuối ngày sờ diều không có gì thì các bạn phải nhét hạt ngô vào như vậy. Các bạn nên dùng cái nước muối nồng độ 30%, các bạn rửa vuốt vào hai bên bả cánh, ở hai hai cái bả cánh ngoài, để cho con chim khi mà nó đau mắt nó rụi vào cái cánh đấy thì nó lại gặp cái muối và nó sẽ dẫn sát khuẩn luôn ở khu vực đấy, đồng nghĩa với cái dung dịch đau cái vi khuẩn đau mắt nó cũng không bám ở trên cái bả cánh mà nó không lây trở lại cái vành mắt. Các bạn nên là nồng độ tương đối một chút, 30%, khoảng 30%. Đó, và các bạn có thể cho ăn ớt, rồi ăn ớt mỗi một ngày một quả và dùng liên tục trong vòng 3 ngày. Và ăn ớt thì các bạn nên cho ăn vào lúc cuối ngày. Đó, khoảng tầm 4 buổi cuối ngày là đẹp nhất, bởi vì cuối ngày nó có những cái lượng thức ăn nhất định. Quả ớt vào thì nó sẽ nên nếu sáng ra các bạn cho ăn quả ớt thì nó rất là sót ruột, nên là tội cho con chim. Tất nhiên cũng không sao, mà các bạn sẽ phải như vậy. Và trong cái bệnh gì thì bệnh, nếu như các bạn cảm giác con chim nó không muốn ăn, nó bỏ bữa thì các bạn phải hỗ trợ nó bằng bằng cách nhét hạt ngô vào trong hoặc là bằng xì lanh để chúng ta cho cái năng lượng để nó ngấm thuốc, nó hồi dần con chim. Và dùng xì lanh thì các bạn nên gắn một cái vòi khoảng 3 phân và đưa khéo léo vòi mềm bằng ống cao su mềm, đưa khéo léo dưới cái khoang cổ họng qua cái phần lỗ thở đường vào phổi của con chim, tránh trường hợp sặc nhé, tránh trường hợp tổn thương cuống diều hoặc là vòng họng. Đó là những cái lưu ý và các bạn nên phải hết sức là khéo léo và quan sát thật tốt. Cái bệnh thứ tư là chúng ta nói đến ở đây là cái bệnh ỉ. Đấy, có thể là do thức ăn lưu cữu, ôi mốc, thức ăn dính thuốc ủ, do con chim nó bị lạ thức ăn ở một nhà người ta cũ, người ta không bao giờ cho ăn đậu xanh ăn kê, các bạn về cho ăn đậu ăn xanh kê thì cái men dịch vị ở trong dạ dày và cái thích nghi nó chưa có nên là nó cũng sẽ đi ỉa. Đấy, và các bạn dùng cũng không có gì lạ khi các bạn cho ăn kê nhiều ngày đi ỉa, đấy là chuyện bình thường. Đấy, hoặc là con chim do thời tiết giao mùa, do thời tiết thay đổi, do độ ẩm cao mưa nhiều, do mùa đông lạnh giá treo ở lối cầu thang, đúng không? Nó hút gió nó thổi vào người con chim cù dù, sau 2 ngày thì bệnh đi ỉa do bỏ ăn. Đó là những cái trường hợp nó kéo theo, đúng không ạ? Do mất vệ sinh. Để khắc phục các bạn này thì các bạn phải quan tâm đến thức ăn nước uống sạch sẽ, vệ sinh máng cống, máng ăn cống uống, đúng không ạ? Và các bạn thì là dùng ớt để làm kháng sinh và để chống rét, và các bạn để vào trong phòng hoặc thậm chí là thắp điện gần đấy để cho chim thì không bị lạnh. Đó. Tiếp theo là cái bệnh say nắng, một cái bệnh chớ trêu và bệnh rất buồn cười. Có những chú chim của chúng ta rất cưng, một buổi sáng 9 giờ sáng ánh nắng xuyên nhẹ nhẹ qua tán cây, con chim thật là đẹp, gáy gù rất tốt, các bạn nghe thấy hứng thú và treo ra phần nắng hơn để cho con chim xoãi cánh ra. Và gì? Con chim rất là thích, tại vì cái tác dụng của tắm nắng là nó sẽ đuổi cái vi khuẩn ở trên cơ thể con chim. Giống chim này càng ẩm ướt nó càng nhiều ký sinh trùng, trong cái bộ lông nó rất nhiều ký sinh trùng, rất nhiều những cái vi khuẩn. Các bạn nếu tắm thì nó sẽ gì? Tắm nắng nó sẽ đuổi rất là tốt các bạn ạ. Nếu như các bạn cho tắm ra nắng, chắc chắn tôi khẳng định với các bạn nó sẽ xoãi cánh ra nghiêng đầu và nó rất khoan thái. Nhưng ông chủ do một cuộc điện thoại, do một cuộc hẹn bất ngờ, do bất kỳ lý do gì các bạn quên khuấy đi mất và vụt đi. Và đến tiếp theo đó là 12 giờ trưa các bạn về giật mình thấy chú chim của mình tại sao lại tắm lâu thế, mà tắm lại phê thế, phiêu thế, vẫn nghiêng đầu, vẫn xoãi cánh. Nhưng mà đến nơi thì gì? Mắt đã không còn gì, con người sẽ đứng im và trái tim đã gì? Ngừng thở. Chú chim đáng quý chúng ta đã vĩnh viễn ra đi và các bạn chỉ biết là trách mình. Đấy là cái bệnh gọi là say nắng. Ngoài thiên nhiên thì chúng cũng có thể là ngoài nắng, ngoài thì chúng có thể tự bay vào những tán cây hoặc chúng ta không bao giờ dãi nắng quá lâu một vài tiếng. Trong nước uống nước, khát nước mà chúng ta để dãi nắng mà chúng ta quên, hoặc chúng ta có những con chim thì rất là nhanh nó đã bị say nắng, bị chết rồi. Đấy, các bạn hết sức lưu ý cái bệnh, cái lỗi rất là nhỏ nhỏ. Cái bệnh này, bệnh tiếp theo là bệnh thứ 6, là cái bệnh kinh điển nhất theo tôi. Nó là cái bệnh của loài bồ câu và cái loại gà, và cụ thể là gà hay gia cầm, trong đó có chim cu gáy của chúng ta.
Cái bệnh này tôi có tạm gọi là cái bệnh hen, hoặc là mình có gọi là một số người có thể gọi là bệnh thương hàn, hoặc là nó có thể ghép bệnh CRD. Thì cái triệu chứng của cái bệnh này có một cái video trên YouTube tôi có chia sẻ rất cụ thể về thuốc uống và thuốc tiêm vào bắp thịt nhá. Tiêm vào bắp thịt không phải tiêm vào da. Một mờm ban đầu tôi cũng có sơ ý tiêm một vài con vào bắp da, và sau này tôi rút kinh nghiệm tôi đã có đính chính. Các bạn vào cái trang YouTube của chúng tôi và các bạn tìm hiểu cái cụm từ tìm kiếm, và các bạn gõ là bài thuốc tôi thực hiện cứu mạng hàng trăm chú chim vu, đó là cái bệnh gì, CRD, bệnh hen. Các bạn có thể vào đó và các bạn theo xem chi tiết tên thuốc uống, tên thuốc tiêm, tiêm liều lượng bao nhiêu, tiêm như thế nào, tiêm vào đâu. Nó rất cụ thể, bởi vì trong cái video này tôi gói gọn về cái nội dung chính là những cái con dấu và những cái lưu ý khi tôi gửi kèm một cái tờ A4 để các bác có thể tham khảo thôi. Các bác đây, bác còn biết hơn tôi, biết rất nhiều, nhưng cái đấy là việc của mỗi người đều có một cái quan điểm chia sẻ cho đi và nhận lại. Cộng đồng những người đam mê yêu thích chim là nó là như vậy. Nên nhớ là các bạn, tôi nhấn mạnh là các bạn tiêm vào bắp thịt và tiêm 0,1cc nhá. Các bạn lưu ý là các bạn áp dụng trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo là những chú chim của bạn mắc bệnh sẽ khỏi bệnh. Và các bạn nên nhớ là cũng như bao nhiêu bệnh khác, nếu chim kém ăn thì các bạn phải bón hạt ngô, ngô hạt, và các bạn hỗ trợ nó bằng mọi cách làm sao nó đủ calo năng lượng để sống đến ngày thứ 2, thứ 3 để có thời gian ngấm thuốc. Nhiều các bạn cứ nghĩ là dùng thuốc nhưng bạn không để dùng cái thuốc năng lượng cho cơ thể, chúng như nó chưa kịp ngấm thuốc nó đã ra đi rồi. Tiếp theo trở lại vấn đề trong cái mục thứ 7, tôi xin giới thiệu với các bác cao tuổi và các bác trung niên và một số anh em bệnh gì lên bã đậu. Cái bệnh này thì thực ra nó cũng gần như dạng bệnh mất vệ sinh, bệnh đau mắt, bệnh nhiễm từ những cái trại lợn, trại gà gần đấy, và bệnh đậu mùa đó cũng do thời tiết, ra mùa, do nhiều yếu tố khác, nhưng nhìn chung cái dấu hiệu của chúng là có những cái mủ, cái bã và sưng lệch mắt, lệch miệng ở dưới hầu, hàm, cổ và trong khoang họng. Cái bệnh này thực sự là rất khó chữa các bạn ạ. Nếu như các bạn kinh nghiệm thì các bạn nên mua cái thuốc tiêm chống viêm phù lề, đấy là các bạn chữa ở bên trong. Còn các bạn chữa bên ngoài thì các bạn nên vệ sinh, rửa sentinel, bóp bỏ những cái mủ bã đi, và các bạn bôi thuốc mỡ vào, và các bạn bôi sentinel vào, và các bạn tiêm cả thuốc bổ, tiêm cả chống viêm phù lề, và các bạn bón, các bạn nhét làm sao đấy. Sau 3 ngày đúng quy trình, khéo léo, đúng như thế, tôi đảm bảo các bạn là gì, nó sẽ khỏi bệnh. Và các bạn nên nhớ là nếu các bạn khó khăn thì các bạn có thể gọi thẳng cho tôi. Tôi cũng không, trong những lúc nào đấy nếu liên quan đến một tính mạng của chim, tôi rất sẵn lòng gác tất cả mọi việc khác để tôi hỗ trợ các bạn. Đấy, có thể tôi ngừng cái việc bán hàng hay điện thoại tiếp thị để tôi chữa cứu mạng một chú chim cô gái, mặc dù không phải chú chim của tôi. Đó là tôi khẳng định các bạn. Cái bệnh khô chân, các bạn nên nhớ là cái bệnh khô chân, bệnh lấm diều. Thực ra cái bệnh khô chân, bệnh lấm diều là cái bệnh mình hiểu luôn ra là nó gọi là nhìn nhiều luôn ra, con người đang bị sản hậu. Nó không muốn gáy, nó không muốn ăn, và nó cứ héo hon, hon héo, gầy giọt đi như một con cò mùa đông. Đấy, trông nó không đẫy con chim, trông nó buồn con chim, đúng không ạ? Cái chân lúc nào nó cũng khô héo. Các bạn nên nhớ là nếu như một thời gian lâu các bạn thấy như thế, các bạn nên phải xem con chim đấy. Và các bạn nên nhớ là nhiều khi là cái do cái bệnh lấm diều đó. Lấm diều là gì? Lấm diều là do cái nguồn nước, nguồn thức ăn nó không được sạch sẽ, và nó có những cái vi khuẩn ẩm mốc, nó thiêu. Thì cái trong cái diều nó đã bị lên một cái lớp lấm, đúng không? Và cái diều đấy nó không còn cái dịch vị tiêu hóa tốt nữa. Đấy, hoặc là do một cái bệnh khô chân lấm diều này, đầu tiên là các bạn phải tiêm kháng thể cho con chim và cho ăn bồi dưỡng con chim. Đấy là các bạn phải khẳng định là như vậy. Thì tiêm kháng thể, kháng sinh thì nó sẽ vượt qua được những cái nỗi nhỏ và cái nực ăn uống của nó, rồi nó sẽ phục hồi lên. Đấy, thì sau đây mình cũng đã chia sẻ những cái một số cái vấn đề trong 8 cái vấn đề mà mình thực ra. Còn những cái vấn đề khác nữa thì các bạn có thể gọi cho tôi theo số điện thoại là 0163 530 9982. Đây cũng là cái số mình đăng ký và sử dụng Zalo, và Zalo của mình đã đầy rồi, nên các bạn cần thiết muốn lấy hình ảnh có thể yêu cầu tôi kết bạn qua điện thoại trước, và tôi sẽ hạn chế bớt một số những cái ít giao dịch từ trước, và tôi sẽ kết nối với các bạn và tôi sẽ gửi hình ảnh video cho các bạn, và tôi có thể nói chuyện trực tiếp với các bạn. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ vào những cái số phụ là số 0989177982 hoặc số của hỗ trợ
người nhà của tôi 01675897487. Xin trân trọng giới thiệu một chút về cái vườn chim, cái trang trại chim của mình được đặt tại xã Vân Hòa, thuộc gần cổng trại điện Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn đi đến Ba Vì, các bạn đến chỗ xã Vân Hòa và các bạn hỏi thăm cổng trại Đà Điểu, hỏi đồng chí Thao nuôi chim vùng ấy. Tôi nghĩ rằng bà con lối xóm ở đây ai cũng biết tôi, và ngay cả đầu ngõ cột điện cũng có những cái số, cũng có những cái chỉ dẫn, hoặc có những cái bà con bán thịt ở dưới đường họ sẽ chỉ cho các bạn đến nhà tôi. Rất kính mong các bạn ghé thăm một lần. Và trên cái mạng xã hội thì mình có cái thương hiệu là chim cu gáy hay ở trên Facebook và trên YouTube. Và ngoài ra thì các bạn có thể tương tác chia sẻ qua số điện thoại mà tôi vừa giới thiệu trên. Cũng video cũng khá dài rồi các bạn ơi, và thể theo yêu cầu của một số bạn thì tôi cũng đã làm trọn vẹn cái video này, và tôi cũng gửi cái giá trị của nó đến từng đơn hàng của tôi trong thời gian tới. Đấy, hy vọng rằng sẽ mong được sự góp ý và mong được sự ủng hộ chân thành của quý vị các bác để cái kênh chim cảnh, chim cu gáy phát triển tròn trịa hơn, đầy đủ hơn và ấm cúng hơn. Thì mọi vấn đề có những cái khiếm khuyết mong các bạn thẳng thắn gọi điện góp ý, hoặc là bằng cái gì đó để chúng tôi được rút kinh nghiệm và cải thiện hơn. Thân ái chào tạm biệt, và chúc các bạn có được những chú chim có những tiếng hót, có những tiếng gáy thật là bổ ích, thật là khoan thai, và thật là giúp cho các bạn có được cái niềm vui trong cuộc sống của các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Đừng quên đăng ký kênh chim cu gáy hay của đồng chí Thao ở Ba Vì, và đừng quên có những cái nhận xét góp ý, và đừng quên bấm nút nhận những cái thông báo từ cái biểu tượng chuông ở trên YouTube. Một lần nữa không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.